Xin chào bạn, mình là Thắng đến từ máy Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Wi-Fi từ máy ảnh Canon 750D sang chiếc điện thoại của mình nhé. Đầu tiên để kết nối Wi-Fi từ máy ảnh sang điện thoại thì chúng ta phải có app của hãng đấy nhá. Nếu bạn dùng iOS thì chúng ta vào App Store nhá. Còn dùng Android thì chúng ta vào CH Play tìm kiếm. Bạn chỉ cần search chữ Canon là nó sẽ hiện ra. Bạn sẽ tìm phần mềm có tên là Canon Camera Connect và chúng ta tải cái phần mềm đấy về. Sau khi tải phần mềm về, ta sẽ sang thao tác của máy ảnh. Đầu tiên ta vào phần menu. Đối với Canon 750D thì ta vào ngay phần Clay, biểu tượng của Clay đầu tiên. Rồi ta tìm phần Wi-Fi NFC. Chúng ta bật nó lên thành Enable nhé. Gọi là Wi-Fi đã bật. Sau đó để kết nối ta bấm vào Wi-Fi Function. Bạn chọn Connect to Smartphone. Chọn cái đầu tiên Camera Access Point Mode. Ok, chúng ta chọn Easy Connection cho nhanh nhé. Ok, và ở đây chúng ta sẽ thấy ở trên màn hình nó sẽ có dòng đầu tiên đây là QDTRD Canon 0A. Nó sẽ là ID của cái Wi-Fi đấy. Còn dòng dưới là có dòng số đó. Thì đó chính là mật khẩu của cái Wi-Fi đấy. Thì chúng ta vào điện thoại. Ta vào Wi-Fi và tìm Wi-Fi đúng như ở trên máy ảnh nhé. Đây. Chúng ta nhập mật nhập khẩu vào. Sau khi kết nối thành công với cả Wi-Fi của máy ảnh thì nó sẽ có chấm xanh này. Khi mà điện thoại bạn đã kết nối được với máy ảnh thì trên máy ảnh nó sẽ hiện lên một thông tin này về ID của máy ảnh, mật khẩu máy ảnh cũng như cái IP address hay là MAC address của điện thoại bạn. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang điện thoại nhé. Ta vào phần mềm Canon Camera Remote. Lúc ấy chúng ta vừa download về. Ok, cho phép hết. Chúng ta agree nhé. Start. Ok. Và đây. Và đây nhé. Khi đã vào được ở đây rồi thì chúng ta bấm vào hình máy ảnh ở đây. Này. Ok. Và khi đó chúng ta bấm vào camera 750D nhá. Đây bạn chắc chắn bạn phải bấm vào chữ nút này nhá. Ok, là nó sẽ bắt đầu kết nối. Khi nó launch này bạn sang máy ảnh nhá, nó sẽ có ở đây. View image. Ok. Khi đã kết nối thành công rồi. Mà cái chấm xanh này nó sẽ không nhấp nháy nữa mà nó sẽ sáng nguyên như này. Với 750D chúng ta có thể truyền ảnh cũng như điều khiển máy ảnh qua Wi-Fi nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy ảnh trước nhé. Bạn muốn lấy ảnh thì bạn ấn vào chỗ Image on Camera. Chúng ta có thể lấy nhiều ảnh lúc mình vừa chụp như hôm nay. Tháng 2, tháng 4. Ok. Mình lấy ảnh này đi. Chúng ta import về nhé. Chúng ta có thể chọn giảm chất lượng hoặc là giữ nguyên chất lượng original size hoặc là reduce. Nó sẽ mất một chút thời gian. Okay. Còn nếu bạn muốn điều khiển máy ảnh từ xa thì chúng ta bấm vào Remote Live View Shooting nhé. Là lập tức máy ảnh sẽ chuyển sang chế độ điều khiển từ xa. Thế mình có thể sử dụng y như sử dụng trên máy ảnh luôn. Lấy nét đâu chúng ta chạm vào đấy là mình bắt đầu lấy nét, chụp cũng như vậy, nó sẽ có đầy đủ như thông số AV, tốc độ, khẩu độ, ISO hay như white balance, các chế độ chụp. Nên mình thử chụp một tấm nhé. Đó. Hoặc nếu bạn lần đầu tiên thì nó sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng lần sau nó sẽ khá là nhanh. Còn nếu bạn không muốn phải chờ đợi thì chúng ta sẽ mua thêm một chiếc đầu đọc thẻ nhớ này.
nó có khoảng mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà bạn chỉ cần cắm thẻ nhớ vào rồi cắm luôn điện thoại mình, nó sẽ kết nối ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn này của Máy Anh Quân Nội. Nếu bạn thấy video này bổ ích cho các bạn thì có thể like, share và subscribe cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.